những ngày tháng tư lịch sử của 45 năm về trước, khi mà thế tiến công của quân giải phóng ào ào như thác đổ, với sự dũng mãnh của năm cánh quân như năm quả đấm thép phá tan mọi phòng tuyến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào thời điểm mà hòa bình và thống nhất đang ở gần hơn bao giờ hết, thì tất cả đã phải sững sờ khi đội quân thần tốc ấy đã bị chặn lại ở Xuân Lộc. Và thời khắc lịch sử 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975 rất có thể sẽ không xảy ra nếu như không có tài năng quân sự của viên thượng tướng Tư lệnh quân miền Nam Trần Văn Trà. Video này, Bettergrai xin nói về ông, một viên tướng mưu lược và đức độ số 1 của chiến trường miền Nam. Cùng với chiến khu D, chiến khu Đồng Tháp 10 trở thành một trong những biểu tượng cho sự bất khuất của Nam Bộ. Chiến khu ấy gắn liền với cái tên Trần Văn Trà. Ông giữ trọng trách Tư lệnh khu 8, trong đó có chiến khu Đồng Tháp 10, gồm các tỉnh Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Sa Đéc, là một trung tâm chính trị, văn hóa và quân sự của các lực lượng giải phóng tại Nam Bộ. Khi ấy, ông mới 29 tuổi. Ông đã tổ chức và xây dựng ở đây đơn vị bộ đội chủ lực đầu tiên cấp tiểu đoàn, và đó là một cái tên rất quen thuộc, tiểu đoàn 307. Một cái tên đã quá nổi tiếng qua ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí. Tiểu đoàn 307 nhanh chóng trở thành một lực lượng thiện chiến, một quả đấm thép của quân ta giữa lòng Nam Bộ. Đã tiến hành nhiều trận đánh vang dội như trận Tháp 10, trận Mộc Hóa, trận La Bang, vân vân. Cuối năm 1948, ông cùng đoàn đại biểu Nam Bộ vượt chiến trường ra phía Bắc, gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương để vừa nhận nhiệm vụ, vừa có những trao đổi quan trọng về tình hình chiến trường Nam Bộ. Trước khi trở về Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mở tiệc tiễn đoàn và đích thân trao cho vị Tư lệnh chiến trường một thanh gươm báu với trọng trách Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, giống như trao ân kiếm cho tướng soái thời xưa. Và thanh gươm báu ấy đã bên ông suốt 30 năm vào sinh ra tử ở đầu sóng ngọn gió trên chiến trường. Cuối năm 1951, Trung tướng Tư lệnh Nam Bộ Nguyễn Bình trên đường ra Bắc đã hy sinh ở Campuchia. Tình hình chiến trường thay đổi, Nam Bộ chia làm hai phân liên khu, miền Đông gồm các tỉnh Tả Ngạn và miền Tây gồm các tỉnh Hữu Ngạn, Sông Tiền. Trần Văn Trà được cử làm Phó Tư lệnh Nam Bộ kiêm Tư lệnh phân liên khu miền Đông, còn Phạm Hùng làm chính ủy. Ông tiếp tục chỉ huy các lực lượng vũ trang chiến đấu trên địa bàn trọng điểm rộng lớn của Nam Bộ trong thời kỳ khó khăn ác liệt cuối cùng của cuộc chiến 9 năm chống Pháp. Ngày 31 tháng 8 năm 1959, theo sát lệnh 036 SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Trà được phong vượt cấp quân hàm trung tướng cùng với các ông Nguyễn Văn Vịnh, Hoàng Văn Thái, Song Hào. Trong kháng chiến chống Mỹ, tướng Trần Văn Trà cũng là một trong những chỉ huy chiến trường xin được trở về Nam sớm nhất. Khi được về Nam, dù được giao trọng trách chỉ huy cao nhất, nhưng ông luôn luôn có mặt ở những nơi nóng bỏng, ác liệt nhất, trực tiếp chỉ huy những chiến dịch lớn từ tổng tấn công và nổi dậy năm 1968, chiến dịch phá tan tuyến phòng thủ biên giới của quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1971, chiến dịch Nguyễn Huệ giải phóng Lộc Ninh, Bù Đốp, Bắc Tây Ninh năm 1972, chiến dịch Bảo Bằng, Dầu Tiếng, vân vân. Và kết thúc ở vị trí Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam. Nếu như Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tổng chỉ huy vạch chiến lược đại tài, Đại tướng Lê Trọng Tấn là mãnh tướng đem đại quân từ miền Bắc đánh ập vào, thì Thượng tướng Trần Văn Trà là dũng tướng thống lãnh tinh binh đánh ra từ trong lòng miền Nam. Xuân Lộc 1975, đó là chấm bi hùng ca cuối cùng của những người lính quân đội Sài Gòn, là trang sử hào hùng cuối cùng được viết nên bởi sư đoàn 18 bộ binh thuộc quân đoàn 3 và tướng Lê Minh Đảo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thời điểm ấy, quân giải phóng đã giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng. Các cánh quân bắt đầu tràn xuống phía Nam để tiến về Sài Gòn. Và Xuân Lộc, với vị trí chiến lược quan trọng vì là ngã ba của quốc lộ 1 và quốc lộ 20, trở thành điểm chốt chặn cho cửa ngõ Sài Gòn. Quân giải phóng tung vào đó quân đoàn 4 gồm hai sư đoàn với 45.000 quân và sự yểm trợ của xe tăng, pháo đã tấn công thị xã Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh. Dưới sự chỉ huy của tướng Hoàng Cầm, một cuộc tấn công ác liệt đã nổ ra từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4. Mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn, cả hai bên đều xác định như vậy và ném vào đó những đòn đánh nặng nề nhất. Dưới sự chỉ huy của chuẩn tướng Lê Minh Đảo và sự yểm trợ bằng không quân của sư đoàn 3 và 4 từ Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, cuộc giằng co ác liệt với thương vong cao đổ dồn về phía quân giải phóng. Quân giải phóng không thể tiến lên được, và từ Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu đã tin rằng Xuân Lộc có thể giữ vững. Báo chí Sài Gòn vào cuộc phân tích rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể bảo vệ được chế độ. Thông tin bất lợi báo về, các nhà lãnh đạo Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng và Lê Đức Thọ đã rất lo lắng, ác mộng về mẫu thân 1968 trở về và lại thêm những năm tháng vật lộn với chiến tranh nữa hay sao. Nhưng may thay, khi đó họ có tướng Trần Văn Trà và cũng diễn ra được xoay chuyển. Tướng Trà được tung vào trận địa, viên tư lệnh đã rời đại bản doanh trực tiếp đến tận nơi thị sát và đề ra phương án. Và phương án mà tướng Trà đưa ra rất bất ngờ. Đằng nào mục tiêu cũng là Sài Gòn, vậy thì sẽ có nhiều đường để vào Sài Gòn, thế thì cớ gì lại cứ đâm đầu vào Xuân Lộc vậy?
Chiến dịch khi đó đã bị câu nói mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn đưa vào tư duy lưới mòn và đẩy tình thế vào ngõ cụt. Chính tướng Trà là người duy nhất nhìn ra vấn đề. Tướng Trà nói rằng Xuân Lộc là điểm then chốt, hết sức quan trọng trong tuyến phòng ngự, nên địch đã tập trung nhiều lực lượng cố giữ. Hiện nay lực lượng của chúng đã chiếm ưu thế so với ta, ta cũng không còn giữ được yếu tố bất ngờ nữa. Vì vậy nếu tiếp tục đánh vào Xuân Lộc là không có lợi. Nếu ta chiếm ngã ba Dầu Dây và giữ vững luôn thì Xuân Lộc tự dưng sẽ mất hết tác dụng vì bị đặt ra ngoài tuyến phòng thủ, Biên Hòa sẽ lập tức bị uy hiếp. Đó chính là cái quý của binh pháp, tránh thực chọn hư, tránh chỗ mạnh mà đánh vào chỗ yếu. Và lãnh đạo là phải thế, khi có vấn đề và sự cố phải đến tận nơi và trực tiếp vạch mưu kế cùng với chiến sĩ đồng đội. Ngày 15 tháng 4, quân giải phóng miền Nam chuyển hướng tấn công, pháo 130mm bắt đầu bắn phá căn cứ không quân Biên Hòa, không cho máy bay từ đây yểm trợ cho Xuân Lộc. Sư đoàn 6 đánh chiếm ngã ba Dầu Dây và đoạn cuối đường 20. Mất Dầu Dây và đường 20, Xuân Lộc trở nên vô dụng. Rạng sáng ngày 21 tháng 4, các tuyến phòng thủ cuối cùng của chính quyền Sài Gòn tại Xuân Lộc sụp đổ. Tướng Tư lệnh Lê Minh Đảo và 4 tiểu đoàn còn lại đánh thoát ra bằng máy bay lên thẳng. Xuân Lộc cũng nở trang sử vinh quang hiếm hoi trong những ngày tháng 4 đau khổ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và con đường khó nhất đã được dẹp tan. Phần còn lại là lịch sử mà bạn đã biết. 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nói về cuộc đời binh nghiệp của tướng Trần Văn Trà, sau sự ra đi của tướng Nguyễn Bình, ông là vị tướng quan trọng nhất của mặt trận giải phóng miền Nam với 30 năm ăn gió làm sương, sống chết trên hòn tên mũi đạn với miền Nam. Người ta không bao giờ quên được câu nói của vị tướng ấy trong đêm Mậu Thân 1968. Có thể trận này chúng ta sẽ không trở về nữa, nhưng nhất quyết phải đánh thắng. Tướng Trà cùng với thiếu tướng Tô Ký đã xây dựng lực lượng vũ trang Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa, tạo thành vành đai đỏ bao vây Sài Gòn. Và ông cũng là người đã xây dựng lực lượng quân đội miền Nam từ non kém trở thành tinh nhuệ và mục đích trở thành một nắm đấm thép. Ngoài tài năng quân sự, điều tướng Trà được yêu quý còn ở khí độ của ông. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung tướng Nguyễn Thới Bừng nhận xét: "Một bậc đàn anh đi trước, tôi không sao nói hết được lòng khâm phục với anh." Bên kia, nhà văn bắt đầu chứng kiến Thượng tá Bùi Tín nói về tướng Trà với lời lẽ đầy cảm phục. Là một người giản dị, có tư duy, có học thức mà ông ấy lại còn rất chịu khó. Tiếng Pháp ông ấy cũng đọc, cũng biết và cũng hiểu. Lịch sử của phương Tây ông ấy cũng biết. Đây là một vị kiện tướng mà tôi rất quý mến. Tướng Trần Văn Trà sở hữu một cái tâm rất rất tốt. Ông rất thương người, thương đồng đội, thương tới mức mà như vợ ông kể lại: "Những năm bao cấp khó khăn, có lúc tôi phải đi ứng lương trước hay đi vay tạm để ông ấy giúp đỡ anh em. Khi ông đi, tôi chuẩn bị đầy đủ quần áo, thuốc men và mọi vật dụng. Thế nhưng lần nào trở về, ông ấy cũng trở về với cái vali không. Tôi hỏi, ông ấy ngậm ngùi giã bày: Em không thể tưởng tượng được đâu, anh em bây giờ khổ lắm, làm việc quần quật cả ngày ở nông trường mà vẫn không đủ ăn, thế nên anh cho hết rồi." Quả thực là vô cùng cảm động. Nếu như các bạn đã từng xem video mình làm về tướng Lê Trọng Tấn, thì ở cả tướng Tấn và tướng Trà đều toát lên một nét gì đó rất khí chất, đức độ phi phàm của những người cộng sản chân chính. Ngày ông mất, ông vẫn canh cánh trong lòng về một bệnh viện dành cho cựu chiến binh vẫn chưa được xây dựng. Xuôi theo dòng chảy của lịch sử Việt Nam, biết bao vị danh tướng, anh hùng của dân tộc, họ được sinh ra như thể để gánh vác vận mệnh của đất nước. Được làm về họ, viết từng dòng kịch bản, mình cảm nhận được sự thổn thức chảy trong huyết quản. Với tất cả tâm huyết, sự kính trọng và nỗ lực của mình, Battlecry sẽ tiếp tục sản xuất thêm những video chất lượng về những con người ấy. Họ xứng đáng nhận được sự vinh danh từ chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sự ủng hộ và theo dõi của các bạn chính là động lực lớn nhất cho mình và cả team có thể bước tiếp trên chặng đường này. Xin cảm ơn vì tất cả. Xin chào và hẹn gặp lại.